Okay, let's go. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình là John đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một ca khúc mang tên là Em Có Nghe của Kha. Ok, và mình đã cover một cái video riêng mà mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả và comment cho các bạn nhé, để các bạn có thể xem và các bạn xem cách mình đánh mẫu á. Ok, phần đầu tiên mình sẽ hướng dẫn là phần âm của bài hát. Ok, và tông gốc bài này là tông son thứ, nhưng mà mình hướng dẫn các bạn ở tông mi thứ nhé. Các bạn lấy cái bô này kẹp vào ngăn số 3 sẽ đúng với tông gốc của bài hát. Mi thứ kẹp lên ngăn 1 là pha thứ, ngăn 2 là pha tăng, và ngăn 3 là son thứ đó. Và nếu bạn nào hát cao tông gốc á, các bạn có thể kẹp ngăn 4, ngăn 5. Còn các bạn nữ á, thì các bạn có thể kẹp từ ngăn 6, ngăn 7 cho đi nhé, để có thể hát tông nữ. Còn bạn nam nào mà hát thấp hơn tông gốc có thể hạ xuống ngăn 2, ngăn 1, hoặc là bỏ ra cũng được. Để mình hát ví dụ là mình ngăn 1 nha các bạn. Ok, và hợp âm đầu tiên là hợp âm Đô Major 7. Đây, các bạn một ngón vào đây, còn một ngón vào đây. Đó, như vậy thôi. Giáo là dây số 5. Ta có âm là rê trưởng, một ngón vào đây, một ngón vào đây, và một ngón vào đây. Đó, dây bass là dây số 4. Kế tiếp chúng ta có âm si thứ 7. Đầu tiên ngón trỏ các bạn chặn khung số 2 giùm mình á, áp út vào đây và ngón giữa vào đây, ngón út thì không bấm nhé. Dây bass là dây số 5. Si thứ này khá là khó, tại vì nó là âm chặn. Nếu bạn nào mà muốn đơn giản hơn á, thì các bạn bấm si thứ nhưng mà thế tay này, ngón vào đây, ngón vào đây, ngón vào đây và ngón vào đây. Và các bạn chỉ đánh 4 giây 5, 4, 3, 2 thôi nhé. Còn dây 6 và dây 1 các bạn không đánh, nên là hôm nào bạn nào không chặn được thì đấm đỡ âm này. Đó. Còn nếu mà nào chặn được các bạn bấm si thứ 7 luôn. Đó. Si thứ 7 nghe sẽ hay hơn. Cái bài này nó khá là màu sắc, âm nó khá là màu. Cái tiếp là âm cuối cùng mi thứ. Một ngón ở đây. Và một ngón ở đây thôi. Vậy bài là gì? Số 6. Các bạn có thể thay phiên thêm một cái nữa là mi thứ 7, là một ngón út vào đây thôi, ngăn số 1, dây số, xin lỗi các bạn, ngăn số 3, dây số 1, và dây bass cũng là dây số 6.
phần cái hợp âm nữa đó là rê trưởng bảy, thì các bạn có thể thay phiên cho rê trưởng nè, đây là rê trưởng bảy thì như thế này, một ngón vào đây, một ngón vào đây và một ngón vào đây đó, vậy bắt dây số 4 luôn. Thì có đoạn các bạn quýnh rê trưởng bảy, có đoạn các bạn quýnh rê trưởng, thay phiên nhau cho hay cũng được. Ok, chúng ta xong phần hợp âm và chúng ta xem là bài định cái điệu như thế nào nhé. Và cả bài này đánh theo nhịp 4 4 cho nên là các bạn điểm nhịp nhé. Nè, cái điệu này là công thức đầu tiên, đó là chập thôi, chập nè, chập dây bass cộng với là dây ba, dây hai, dây một một lượt nhé. Đó, là sao ngân bốn tay, một hai ba bốn. Các bạn sẽ nghĩ cái nhịp thứ ba nè, một hai ba bốn đó, một bốn hai nè, một hai hai là bốn, ba là nghỉ và bốn là bốn, bốn một cái nữa đó, một hai ba bốn chuyển, một hai ba bốn chuyển, một hai ba bốn chuyển, một hai ba bốn đó. Có nghe ngàn muôn suy tư trong màn đêm, và sang cái đoạn kia thì các bạn đánh một công thức khác như thế này, hoặc là các bạn đánh tiếp tục cái điều đó cũng được, nhưng mà mình hướng dẫn thêm một cái công thức khác nhé, để bộ lưu khác như thế này. Bát chết đập chết nghỉ chết đập chết, chết ở đây là tiếp tục là dây ba dây hai một, còn đập là các bạn đập vào gì cái phần này nè, gần tam giác nè, dây năm dây sáu nè. Mình đọc lại công thức nhé, bát chết chết nghỉ chết đập chết, lại nhá, bát chết đập chết nghỉ chết đập chết đó. Và các bạn đếm nhịp 4 4 tương tự, một hai ba bốn chuyển, một hai ba bốn chuyển, một hai ba bốn chuyển, bát chết đập chết nghỉ chết đập chết, bát chết đập chết nghỉ chết đập chết. Một cái thể biến tấu khác của blue nhé, đó là chậm đập chậm đập chậm chết đập chết. Chập ở đây là các bạn móc đồng thời dây bass cộng với lại ba dây chép đó, chậm đập chậm chết đập chết, chậm đập chậm chết đập chết đó. Chết chậm, đập chậm, chết đập chết chậm, đập chậm.
có một cái thời khác nữa, biến tấu khác nữa. Đó, kiểu này nó sẽ kiểu như là chill hơn á, nó sẽ kiểu như là feel hơn các bạn. Nhưng mà các bạn cần phải chắc nhịp nhé. Mình đọc công thức này nó như thế này nè các bạn. Chậm đập, nghỉ chậm đập. Đấy nhá. Chậm đập, nghỉ chậm đập. Đó, chậm đập, nghỉ chậm đập. Quấn một lần như vậy cho một khớp âm nha các bạn. 1 2 3 4 1 2. Chậm đập, nghỉ chậm đập. Đó, sau cái nghỉ nha các bạn nha. Chậm nghỉ chậm đập, chuyển chậm đập, nghỉ chậm đập, chậm đập, nghỉ chậm đập. 2 3 4, 1 2 3 4, chậm đập, nghỉ chậm đập, 1 2 3 4. Đó, và bạn nào muốn cái kiểu điệp khúc nó sẽ cháy luôn thì các bạn đánh bom. Đọc lại công thức nhé. Ba lên đập lên, ba lên đập lên. Ba là các bạn sẽ băng vào thùng cộng với 42 ngón này vào dây đàn này. Ba ba lên đập, ba lên đập, ba lên lên bằng hai ngón này nha các bạn, lên bằng hai chét nè. Ba lên đập vào đây, ngón cái đập vào đây. Đánh đó, nó sẽ giật giật như là cái tiết tấu của bài hát luôn. Bam lên đập lên, 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 bam. Giữa khúc chơi hoa màu, đôi mình có nhau. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3. Sử dụng một cái vài điệu bam ở nhịp 4/4 khác nữa thì các bạn có thể xem lại cái video mình hướng dẫn tất cả cái điệu bam á, mình có để link ở bên dưới phần mô tả cho các bạn nha. Và ok, và mình sẽ để lại phần hợp âm và phần hợp âm và lời bài hát ở bên dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Và bạn nào có thắc mắc gì các bạn hãy comment bên dưới nè, mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc cho các bạn. Và các bạn nếu thấy video của mình hay, hãy cho mình một like, một subscribe, một share nhé, để ủng hộ mình làm tiếp những các video khác nhé. Và các bạn nhớ bấm vào chuông thông báo để có thể là nhận các video của mình nhanh nhất nhé. Ok, chúc các bạn tập đàn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp. Ayo, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ayo.